Chào các bạn, Thi Văn hôm nay đang đứng tại trung tâm triển lãm BITEC của Bangkok. Thì ở đây hôm nay có diễn ra một cái triển lãm, đó là IAV. Đây là một trong những cái triển lãm high-end lớn nhất của Thái Lan, do báo Watch Hi-Fi và Watch Audio Video tổ chức. Thì ở đây có rất nhiều các cái thương hiệu high-end nổi tiếng, và hôm nay mình sẽ đi tham quan và làm các cái video nhỏ về cái sự kiện này để các bạn tham khảo. Chúng ta bắt đầu. Phòng đầu tiên mình bước vào đó là phòng cái hệ thống coi phim. Thì ở đây người ta sử dụng loa là loa của Procella. Đây là cái bộ hệ thống mà mình nghe khá ấn tượng ở BAV năm ngoái tháng vừa rồi. Ngoài ra thì máy chiếu là Baco, hệ thống Acros, thì gần như đây là một cái hệ thống coi phim mà high-end cao cấp nhất hiện nay. Đây, chúng ta bắt đầu vào phòng đầu tiên. Just in case you're thinking I'm doing something crazy. I can buy them a few minutes if I give that thing something to hurt. Then I can double.